Rất vui được gặp lại các bạn trong một cái chủ đề mới của mình về máy đọc sách. Và trong một cái video gần đây, nếu các bạn còn nhớ thì mình đã trên tay chiếc Bookstab Ultra C. Đó là một chiếc máy đọc sách kiêm một thiết bị ghi chú màn hình 10 inch với màn hình màu. Nếu mà các bạn cảm thấy chiếc máy đó nó một chiếc máy to quá thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy với kích thước nhỏ hơn, công nghệ màn hình màu tương tự, đó là chiếc Bookstab Mini C. Đây là chiếc Bookstab Mini C ở trên tay của mình và nó được ra mắt cùng với chiếc Bookspace mới được mình trên tay. Thì đây là một chiếc máy với màn hình là 7:8 và chúng ta có một chiếc màn hình màu đây, công nghệ Kaleido 3, tức là một cái công nghệ màn hình in màu mới nhất hiện nay. Cái công nghệ màu này nó sẽ giúp cho những cái thiết bị in của chúng ta bây giờ nó sống động hơn và nó vui vẻ hơn trước đây. Tức là trước đây chúng ta sẽ có những cái màn hình in nó chỉ hiển thị được đen trắng thôi, đúng không? Bây giờ thì nhà sản xuất đã trang bị cho nó thêm cái bộ lọc màu vào đây để nó có thể hiển thị được nội dung màu ở bất cứ khi nào và bất cứ công việc nào mà chúng ta muốn. Ví dụ như là duyệt web này, xem hình này, đọc truyện tranh này. Mình nghĩ cái đọc truyện tranh là một cái hay nhất mà cái màn hình màu nó mang lại. Ngoài ra nếu mà các bạn là người hay ghi chú cũng như là sử dụng bút với những cái thiết bị như này thì mình nghĩ là cái công nghệ màu sắc nó cũng sẽ giúp cho những cái file ghi chú hay là cái tác vụ ghi chú của chúng ta nó vui vẻ hơn một chút, chứ nó không chỉ nhàm chán như là đen trắng trước đây nữa. Thì đây là cái bút đi kèm với lại cái máy này. Cái bút này nó vẫn giống như các thế hệ trước thôi, tức là chúng ta sẽ không cần phải dùng pin hay là sạc pin cho nó gì cả, và chúng ta có thể đặt nó vào cái máy thông qua hít nam châm. Ngoài ra thì Books còn bán ra một cái cover bằng da như thế này, cũng giống như là những cái sản phẩm khác của Books mà mình đã từng trên tay trong năm nay. Thì chúng ta có thể gắn cái cover này với lại cái máy thông qua hít nam châm. Tức là cái mặt sau của cái Mini C này là mặt lưng kim loại, nó có thể hít nam châm để tạo thành một cái tổng thể rất là đẹp và gọn gàng như thế này. Nói một chút về thiết kế của Bookstab Mini C thì các bạn sẽ thấy được rằng nó là một thiết kế nguyên khối với vỏ kim loại ở đây. Ở phía cạnh dưới chúng ta sẽ có một cổng sạc C, hai loa ngoài và cái mic, trong khi ở cạnh trên đó là nút nguồn. Thì mình thấy rằng cái cách mà Books thiết kế cái nút nguồn này nó hơi khác so với những chiếc máy mình từng trên tay trước đây, ví dụ như là BookPoke 5 hay là BookPage, vì nó bấm nó sẽ có phát ra tiếng kêu, tức là nó hơi nảy. Các bạn sẽ biết được rằng mỗi lần mình bấm nó sẽ tạch một tiếng và tắt đi nó cũng sẽ kêu tạch một tiếng, chứ nó không êm như là chiếc Bookspace mà mình đã mới trên tay gần đây. Khi mà bật lên thì chúng ta sẽ thấy là một giao diện màu sắc rất là đẹp ở trên tab Mini C. Về cơ bản thì cái giao diện của cái máy này nó tương tự như những thiết bị của Books khác thôi. Chúng ta sẽ không có gì khác biệt, ngoại trừ so với lại những chiếc máy như Leaf 2 hay là Page ấy, thì do là nó có màn hình to hơn cho nên là những cái thành phần nó sẽ được tối ưu hơn. Ví dụ như các bạn sẽ thấy trong ứng dụng cài đặt đây thì cái giao diện nó được chia làm hai phần. Phần bên trái hiển thị menu chính và bên phải để hiển thị menu phụ. Đó là cái tối ưu không gian màn hình lớn đem lại cho chiếc tab Mini C này. Cái tab Mini C này nó sử dụng công nghệ Kaleido 3 tương tự như là tab Ultra C, cho nên là mình thấy cái chất lượng cũng như là cái cách hiển thị màu sắc nó tương đương nhau mà thôi. Tức là chúng ta vẫn có một trong những cái màn hình in hiển thị màu đẹp nhất tới thời điểm hiện tại mà chúng ta có thể mua. Ngoài ra thì Books nói là họ sử dụng công nghệ GPU độc quyền để họ render hình ảnh, cũng như là họ xử lý nó để khi chúng ta thao tác, chúng ta vuốt, chúng ta chuyển trang, nó không có hiện tượng lưu ảnh và mọi thứ diễn ra rất là nhẹ nhàng. Trên thực tế các bạn thấy mình đang duyệt web và mình để cái chế độ làm tươi là cân bằng thì mình vuốt tay nó vẫn đáp ứng rất là nhanh so với lại cái yêu cầu của mình. Nó không hề có bị chậm hay là không hề có cái hiện tượng ghosting ở trên màn hình. Còn nếu khi chuyển sang chế độ nhanh thì cái chất lượng màu nó sẽ giảm đi một chút, nhưng mà bù lại chúng ta được cái tốc độ. Về cơ bản thì nó tương tự như khi mình vuốt ở trên điện thoại hay là trên tablet, rất là tuyệt vời. Đó là duyệt web với internet nha. Còn nếu mà chúng ta đọc truyện tranh chẳng hạn thì cái trải nghiệm này nó còn tăng thêm nữa. Tức là khi mà chúng ta vào để đọc truyện tranh ấy, thì cái màn hình nó làm sao để nó thể hiện được màu sắc sắc nét nhất và mịn nhất có thể. Tuy nhiên thì khi mà nó chuyển trang tốc độ nó sẽ chậm hơn một chút thôi, còn lại thì màu sắc nó mịn hơn, màu sắc nó đẹp hơn và nó trong trẻo hơn. Trên thực tế thì cái thiết bị này có độ phân giải khi mà hiển thị đen trắng là 300 dpi, còn khi hiển thị màu là 150 dpi, tức là nó tương tự như tab Ultra C. Đó là về cái trải nghiệm duyệt web và khi đọc truyện tranh chúng ta sẽ có màu sắc đẹp đẽ hơn. Còn với ghi chú thì sao? Như các bạn đang thấy mình đang đọc một cuốn sách và mình có thể take note hoặc là mình đánh dấu trực tiếp lên trên đó, thì nhờ những cái màu sắc này thì các bạn sẽ thấy được rằng những cái file của mình bây giờ nhìn nó bắt mắt hơn, đúng không? Chúng ta có một cái gì đấy nó đỡ nhàm chán hơn là chỉ là đen trắng. Dĩ nhiên là cái máy này cũng đi kèm với một phần mềm ghi chú rất là mạnh mẽ của Books mà mình đã từng trên tay và giới thiệu cho các bạn trước đây. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những công cụ trong này để cho cái việc ghi chú cũng như là vẽ thông qua những cái ngòi bút khác nhau. Vậy thì điểm yếu của những cái thiết bị này là gì? Đầu tiên thì cái màn hình màu nó sẽ khiến cho tấm nền nó tối hơn một chút. Tức là như mình đã giải thích trước đây, những cái màn hình màu như thế này nó sẽ phải thêm một cái bộ lọc bên trên. Do đó thì nó sẽ ngăn cản ánh sáng vào một chút. Cho nên là khi mà cả hai thiết bị không bật đèn nền nha, thì mình đang để chiếc Page và chiếc Mini C này cạnh nhau, thì các bạn sẽ thấy là chiếc Page nó sáng hơn đáng kể.
Vì thế mà khi sử dụng trong nhà, trong điều kiện trời tối, chúng ta sẽ phải bật nhiều ánh sáng hơn để sử dụng với cái thiết bị này. Và mình nghĩ rằng đâu đó nó sẽ ảnh hưởng đến pin. Cái máy này có dung lượng pin là 5000 mAh, và dĩ nhiên là chúng ta có cả đèn trắng và đèn vàng để cho cái nhu cầu đọc và sử dụng trong tối. Về giá bán thì hiện mình đang thấy Akishop đang bán cái này với giá là 12.390.000, tức là một mức giá khá là cao cho một thiết bị ghi chú màn hình màu kim, thiết bị đọc sách e-ink với màn hình là 7:8 như này. Bù lại thì chúng ta sẽ được một thiết bị với màn hình màu có thể coi là chất lượng nhất hiện nay, một ứng dụng ghi chú rất là mạnh mẽ, cũng như là một cái cửa hàng Play Store để chúng ta có thể tải tất cả những ứng dụng phục vụ cho cái mục đích giải trí, làm việc, đọc sách, đọc tài liệu của chúng ta. Đó là bài trên tay nhanh của mình về Tab Mini C. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.